thầy sẽ bắt đầu triển khai. Hôm nay chúng ta sẽ làm những cái bài tập liên quan tới trắc nghiệm ở trong logarit. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ chưa bấm máy tính nhá, chúng ta sẽ làm tay hết. Bởi vì nói thật ra là gì, cái việc chúng ta làm tay nó nhanh hơn là chúng ta đi bấm máy tính. Đó. Ok, vậy thầy sẽ bắt đầu luôn. Nếu bạn tự làm thì bạn giữ trật tự tự làm. Còn nếu bạn cảm thấy không tự làm được, bạn làm cùng với thầy. Câu số 1. Nào, giá trị của biểu thức này là bao nhiêu? Ở đây chúng ta có cái công thức là gì ạ? Loga cơ số A của A mũ alpha thì bằng alpha, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần rút gọn cái này là xong. Em rút gọn được cái này không? Nhẩm luôn giúp thầy được không nhỉ? Cái này rút gọn lại thì thành A mũ mấy nào? A mũ 1 cộng với 2 phần 3. Như vậy A mũ 1 cộng với 2 phần 3, 1 cộng 2 phần 3 nào? 5 phần 3. Và cái này nó bằng 5 phần 3 luôn. Đó. Đơn giản không? Đáp án gì luôn? C luôn. Đấy, em chọn được đáp án luôn. Cho thầy chuyển câu số 2 luôn, được không? Câu số 2. Chúng ta có công thức gì ở cái chỗ này Hoàng nhỉ? A mũ loga cơ số A của B thì bằng B luôn, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta phải chuyển đổi cái gì? Chuyển đổi cái cụm này về cơ số A. À, thực ra cái này nó chính là A mũ loga. Cái A căn A là gì các em nhỉ? A căn A mà chuyển về lũy thừa nhỉ? A nhân A mũ 1 phần 2 chính là A mũ 3 phần 2, đúng rồi. A mũ 3 phần 2 của 27. Vậy thì cái 2, cái 3 phần 2 này thầy đưa ra ngoài thì nó sẽ thành gì? À, cái 3 phần 2 ở dưới này đưa ra ngoài thì nó sẽ bị nghịch đảo. Nó thành là 2 phần 3. Thì bây giờ thầy sẽ viết cái 2 phần 3 đấy lên bên trên, được không? Được, đúng không? Như vậy cái cụm bên trong này của em nó bằng 27 rồi này mọi người. Như vậy đây chính là 27 mũ 2 phần 3. Và thực chất nó chính là gì? Nó chính là căn bậc 3 của 27 bình phương, đúng không? Cái này là mấy đây? Căn bậc 3 của 27 sao lại là 9 được? Căn bậc 3 của 27 thì phải là 3 chứ, đúng không? Vậy 3 bình là gì? 9, đúng rồi. Tốt, đấy. Đơn giản không? Đơn giản đúng không? Đó. Thầy vừa làm xong rồi thầy vừa củng cố lại cái công thức cho mọi người là thứ nhất. Thứ hai là nó sẽ có một số cái bài tập bản chất là sử dụng công thức thôi, nhưng mà cái cách cho đề của người ta lại cho theo một kiểu khác. Đó, chúng ta phải thông minh, chúng ta làm. Ờ, cái anh Phúc kia, anh thuộc công thức chưa? Anh học bài chưa? Mà sao anh dùng điện thoại vậy? Hả? À, anh có muốn đi về không? Câu 3 nào. Phân tích đề bài câu 3 để cảm nhận cái độ dễ của nó nào. A của B bằng 4, A của C bằng 5. Yêu cầu tính cái này. Thì bây giờ có đúng là cái này mình sẽ dùng cái công thức là gì nhỉ? Tách ra tích thì thành tổng, đúng không? Thế sau đó thì mình sẽ đưa được nó về hai cái giả thiết, đúng không? À, như vậy chúng ta có cái P của chúng ta nó chính là gì nào? Loga cơ số A của B cộng với loga cơ số A của C bình phương. Thế nhưng mà bản chất cái số 2 này thầy lại được phép làm sao với mọi người? Đưa xuống dưới nhỉ? Cái số 2 này đưa xuống dưới không? À, bản chất là cái số 2 này thầy sẽ đưa nó xuống dưới luôn này. Số 2 này đưa xuống dưới này. Đó, vậy đến đây em thay số thôi. Cái này là 4 cộng với cái này là 2 x 5. Và tổng kết quả của em nó là 14 nhá. Đó, xong rồi. Được chưa? Dễ không Hoàng? Ừ. Đó. Được không Cường? Ừ. Cho thầy xin câu 4 nào.
À đây, đây là một cái câu mà nhất định là tất cả chúng ta phải học thuộc công thức. Đó là toàn bộ cái công thức luôn, cả lũy thừa cả loga luôn. Em sẽ thấy ở đây là loga 2 của x. Và bên này là người ta cho một cái biểu thức rất là nhiều thứ. Thế sau đó người ta hỏi là x bằng cái gì? Như vậy bản chất là bên này mình sẽ đi rút gọn về gì ạ? Loga cơ số 2, đúng không? Thế sau đó thì hai vế cùng là loga cơ số 2 thì hai vế ở bên trong sẽ bằng gì? Bằng nhau. Thế bây giờ đưa về cơ số 2 nhá. Muốn đưa về cơ số 2 thì cái này chuyển về cơ số 2 được không? Được. Cái này về cơ số 2, cái này cũng về cơ số 2 đúng không? Vậy thầy viết này. Loga cơ số 2 của x bằng cái kia thì nó chính là loga cơ số 2 bình của A. Sau đó trừ đi loga cơ số A của căn bậc 3 của B. Sau đó nó trừ đi loga cơ số 2 mũ trừ 1 của C. Thế thì ở đây đầu tiên đó, là em sẽ đưa cái này ra bên ngoài. Thì nó thành 1 phần 2. Như vậy đây nó sẽ là 3 loga 2 của A. Trừ đi loga cơ số A của căn bậc 3 của B. À đây là mấy? 3. Vậy căn bậc 3 của B. Và cái này là trừ bỏ ra ngoài thì thành gì rồi? Cộng loga 2 của C. Rồi bây giờ mọi người ơi, cùng cơ số rồi. Thì khi mà nó cùng cơ số rồi, các em muốn thực hiện được cái phép cộng phép trừ ấy, thì nhất định là cái bên ngoài này nó sẽ không được phép có cái hệ số. Vậy thì cái hệ số này mình sẽ lại đưa lên bên gì nhỉ? Bên trên. Như vậy lúc này thì mình sẽ được loga cơ số 2 của A mũ 3 trừ đi loga cơ số 2 của chỗ này nhẩm nào, 3 lên đây với căn bậc 3 hết chưa? Hết rồi, còn mỗi B. Và cộng với loga cơ số 2 của C. Đến đây em rút gọn. Tổng thì sẽ là nhân và hiệu thì sẽ là chia. Như vậy nó sẽ là A mũ 3 nhân C và chia cho B. Rồi và đến đây thì hiển nhiên em tìm được x nhá. Đó, x sẽ bằng A mũ 3 nhân C và chia cho B. Được không? Đấy, rất là dễ. Coi như ai mà chưa thuộc công thức hoặc là vẫn còn chậm này, làm cùng với thầy các bạn sẽ cải thiện được rất là nhiều. Còn bạn nào tốt rồi như một số bạn thì các bạn có thể tự triển khai. Nếu tự làm được thì em cứ tự làm thôi. Được không Hoàng? Ừ. Nào, thế nhận định cho thầy câu này thì mọi người triển khai ra thì đáp án của nó là gì nào? Câu 5 nào? Triển khai câu 5 ra thì đáp án là gì đây? Đơn giản cho câu 5 chẳng qua là chúng ta sẽ bung hết nó ra thôi nhỉ? Người ta hỏi rằng là cái giá trị của cái biểu thức này là bằng cái gì ở trong bốn cái đáp án này? Thật ra là chúng ta chỉ cần khai triển cái anh này ra thôi. Sau đó chúng ta thực hiện thao tác rút gọn. Và cứ cộng thì là nhân mà trừ thì là chia đúng không? Đó. Thì em triển khai ra thì nó sẽ xong luôn. Nào, như vậy em triển khai nào. Loga cơ số 2. Đầu tiên là thầy sẽ có là A bình. Thế sau đó thì nó sẽ cộng với loga cơ số 2 của căn B. Và sau đó nó sẽ là trừ đi loga cơ số 2 của 8 và trừ đi loga cơ số 2 của B mũ 3. Chuẩn đét chưa? Cái hồi câu 4 ấy, thì cái dòng đầu tiên của nó là trừ 3 lúc 2 căn 3 B. Ờ, đây. Rồi, như vậy đến đây thì em hạ xuống loga 2 của A. Cái căn B này thì là mũ bao nhiêu nhỉ? Mũ 1 phần 2. Vậy bỏ 1 phần 2 xuống thì vẫn phải là 1 phần 2 nhé. Thế còn loga cơ số 2 của 8. 8 là gì? 2 mũ mấy? 2 mũ 3. Và nó bằng 3 luôn. Đó. Thế này là trừ đi 3 lần loga cơ số 2 của B. Đó.
Rồi đến đây thì em xem cái đối tượng nào nó giống nhau thì em thực hiện thao tác rút gọn, cộng trừ và rút gọn. Thì cuối cùng em sẽ thu được kết quả. Đây chính là hai lần loga cơ số 2 của A này. Đây là cộng 1 phần 2 mà trừ đi 3, chính là trừ đi 5 phần 2. Và trừ đi 3, đó. Ok, như vậy chúng ta thu được đáp án nhé, đáp án B các em. Đơn giản đúng không? Đạt được không nhỉ? Ừ. Nhật Phương chưa thuộc công thức cả em? Ừ. Ngọc Nhi thuộc công thức chưa? Ừ. Tiếp tục nào. Đấy, bây giờ nào thầy hỏi cả lớp nhá. Nhìn vào câu này thì đưa ra cái nhận định là gì đây này? Nào nhìn thông minh một tí nào. Loga 4 của A cộng với 9 của B bình bằng 5. Xong rồi 4 của A bình cộng với 9 của B bằng 4. Thì nhận định là hai cái giả thiết này người ta sẽ cung cấp cho chúng ta cái gì nhỉ? À tức là gì? Hệ phương trình. Hệ phương trình. Thực ra đây chính là A cộng 2B bằng 5. Đây chính là 2A cộng B bằng 4, đúng không? Bản chất nó chính là hệ phương trình. Chúng ta sẽ hạ các cái số này xuống, đúng không? Đó, ngay từ đầu khi mà chúng ta nhìn là chúng ta cũng đã nhận biết được ngay cái vấn đề rồi. Đây chính là 2, à đây chính là loga 4 của A cộng với 2 lần loga 9 của B là bằng 5. Và sau đó thì nó sẽ là 2 lần loga 4 của A cộng với loga 9 của B là bằng 4. Rồi, em bấm máy giúp thầy xem là cái hệ này nó sẽ cho ra nghiệm là bao nhiêu các em. Hệ này nó cho ra nghiệm là bao nhiêu? 1 và 2. Vậy với cái nghiệm là 1 và 2 như thế này thì tất nhiên A sẽ bằng 4 mũ 1. Còn B thì bằng 9 mũ 2. Vậy A nhân B nhân thôi, chúng ta cũng thấy là nó bằng 324 đúng không? Đáp án D nhá. D chưa? Rồi. Tốt. Tiếp tục nào. Câu 7 nào. Biểu thức này có giá trị bằng bao nhiêu? Bản chất đây là gì nhỉ? Biểu thức này có giá trị bằng bao nhiêu? Bản chất đây là gì nhỉ? Bây giờ chúng ta nhìn vào những cái đối tượng này ấy, chúng ta thấy là nó có cái sự xuất hiện của cái gì? Nó có sự xuất hiện của loga cơ số A của B và sự xuất hiện của loga cơ số B của A. Nhưng hôm trước chúng ta đã học một cái công thức là gì ạ? Hai cái anh A của B và B của A nó là gì của nhau? Nó là nghịch đảo của nhau. Loga A của B thì bằng 1 chia cho loga B của A. Vậy nó là nghịch đảo của nhau, tức là nó dẫn tới là hai thằng này nhân với nhau bằng mấy? Bằng 1. Thế bây giờ nhiệm vụ của mình đơn giản duy nhất để rút gọn được biểu thức này đó là gì? Đó là em đưa hết tất cả những cái mũ này xuống bên dưới là được, đúng không? Thì nó sẽ còn A của B và B của A. Như vậy, việc đó sẽ làm được. Ở đây chúng ta viết A thành A mũ 1 phần 2, B mũ 3. Và bên kia sẽ là B của A mũ 4. Đến đây em hạ giúp thầy xuống, em hạ cái này ra ngoài thì nó là 2. Em hạ cái này xuống dưới thì nó là 3. Và em hạ nốt cái này cho thầy xuống dưới thì nó là 4. Và bên trong nó sẽ còn A của B nhân với B của A. Và tất nhiên rồi, hai đối tượng này nhân với nhau thì nó bằng 1.
và tất cả kết quả của mình ở đây nó là 24. Rất là nhanh đúng không? Được không? Hợp lý luôn đúng không? Chắc chắn rồi. Cái này em bỏ ra ngoài là 2. Cái này em bỏ xuống là 3. Và cái này em bỏ xuống là 4. Được chưa? Đấy. Nào, đây mới là cái mà chúng ta cần phải nhanh này. Bốn cái khẳng định này thì bây giờ các em xem là cái khẳng định nào là khẳng định đúng. Thế bây giờ chẳng có cách nào cả, chỉ có cách là chúng ta sẽ triển khai nó ra thôi, đúng không? Nhưng tốt nhất là ai mà học thuộc công thức thì người đấy sẽ là người triển khai nhanh nhất thôi. Nào, cái đầu tiên này, log cơ số căn A của AB thì bây giờ triển khai nó ra nó sẽ ra gì đây? Cái này là mấy? Mũ 1 phần 2 bỏ ra ngoài thì thành 2. Vậy bên trong thì nó sẽ là log cơ số A của AB. Và thực chất là cái số 2 sẽ được giữ nguyên. Nó sẽ là gì? Nó sẽ là A của A. Mà A của A thì bằng 1. Sau đó cộng thêm với A của B. Vậy xem có đúng hay sai? Sai luôn. Kia là 2 mà đây là mấy à? 1 phần 2 vậy thằng này. Sai luôn. Nào, nhìn xem cái thằng này đúng hay sai. 2018, log cơ số A của AB. Cái này thì nó sẽ là 2018. Ở bên trong nó sẽ còn 1 cộng log A của B. Đúng chưa? Bởi vì A của A thì bằng 1 kem. Vậy cái này đúng hay sai? Sai luôn. Tại sao lại sai? Tại vì đây là 1 mà đây lại là 2018. Thế còn cái này thì thực ra là nó đúng. Bởi vì cái 2018 này mà nó đưa vào đâu ạ? Đưa lên trên mũ này này thì cái này là đúng, nhưng cái này nó lại bị gì? Bị sai đấy. Hình như cái C đúng hay sao ấy nhỉ? Đúng không? Cái C đúng này. Tại sao đúng? Nó chính là log cơ số A của A mũ 2018 cộng với log cơ số A của gì? A của B. Thế cái này thì lại bằng 2018. Thế cái này A của B. Cái này đúng rồi, đúng không? Cái này đúng rồi. Thế anh này đúng rồi thì anh cuối cùng là sai. Các em biết lý do tại sao cái cuối cùng là sai không? Ồ, thực ra là cái cuối cùng nó giống hệt cái thứ gì? Thứ ba. Vậy cái thứ ba đúng thì cái cuối cùng nó sai là đúng rồi. Chưa? Và lý do nó sai là bởi vì là cái 2018 này này nó lại có ngoặc nha. Là nó nhân vào đây. Biết chưa? Rồi, tiếp tục nha. Đó, thì cái công thức này là cái công thức mà sẽ giúp chúng ta chèn được cái cơ số vào. Thì cái công thức thứ hai đó là log cơ số A của B. Thì nó sẽ bằng log cơ số C của B, tức là em dùng một cái cơ số mới chia cho log cơ số C của A. Đó, là em cần có trong tay hai công thức này. Thế bây giờ nếu mà em nhìn vào cái biểu thức của cái câu 11 ấy, thì em sẽ thấy đây có phải là 3 của 5 và 5 của A không? Vậy thì bản chất cái tử của em nó chính là gì luôn? Cái tử của em nó chính là 3 của A. Thế cái mẫu nó sẽ là cái gì? Cái mẫu này em hiểu là em muốn rút gọn được hay em muốn cộng được ấy, thì em sẽ đổi cái số 1 này thành cái gì nào? Không, không đổi thành 2 của 2 mà phải thành đổi thành 3 của 3. Đúng không? Cái số 1 này em phải đổi nó thành log 3 của 3. Vậy từ đây mọi người sẽ thấy là 3 của 3
mà cộng với 3 của 2 thì thành 3 của gì? 3 nhân 2 là thành 6, đúng rồi, đấy. Và nó sẽ trừ đi loga cơ số 6 của B. Và nó sẽ bằng 2. Thế bây giờ mọi người nhìn cái này đi, mọi người nhìn vào cái này cho thầy đi. Mọi người có thấy cái này nó chính là cái sự xuất hiện của cái công thức này không? 3 của A, 3 của 6 thì thành 6 của A. Đấy. Cái này nó sẽ thành loga cơ số 6 của A và trừ đi loga cơ số 6 của B. Và cuối cùng thì cái này nó chính là bằng loga cơ số 6 của gì? A chia B và nó bằng 2. Vậy từ đây dẫn tới A chia B thì nó sẽ bằng 6 mũ 2, tức là 36. Vậy cuối cùng thì A bằng 36B, đáp án gì các em? Đáp án C, đúng không? Đó, được không? Ok nhỉ? Đấy. Mình phải hiểu vấn đề là như vậy nhé. Tiếp tục. Ngoài câu 11 này thì em cần chữa câu nào nữa? 16 đúng không? Trước 16 có câu nào không? Trước 16 hết chưa? Hết rồi thì nào triển khai câu 16. Đấy. Câu 16 này thực ra là nó quá hay. Nó quá hay, mọi người theo dõi nhé. Nào, mọi người tập trung ở cái đoạn câu 16 này giúp thầy này. Ở đây thì các em sẽ thấy là nó có hai ẩn, đó là ẩn A và ẩn B. Và khi người ta cho em hai ẩn và người ta cho em hai cái này thì bản chất em sẽ hiểu rằng là đây cũng sẽ là một cái hệ phương trình. Và cái thao tác để mà giải hệ phương trình thì gần như là người ta sẽ sử dụng cái thao tác đó là rút và thế. Vậy bây giờ mình sẽ rút một đối tượng theo thằng còn lại, sau đó mình thế vào cái biểu thức. Vậy bây giờ em nhìn giữa hai biểu thức này mình có thể rút được cái gì đẹp không? Ừ đấy, đúng rồi, nhìn thấy ngay luôn em. Em nhìn thấy ngay luôn. Ở đây của em nó sẽ là loga cơ số 2 của A, 16 trên B. Và rõ ràng cái sự nhận biết của em nó quá tốt. Khi mà em nhìn vào đây em có thể rút được cái gì ra? Rút được A ra, và A chính là bằng 2 mũ 16 phần B. Sau đó em sẽ lấy cái đối tượng A này em thay vào đây luôn. Như vậy khi mà em lấy A em thay vào đây ấy, thì tất cả cái biểu thức này chỉ theo thằng nào thôi? Chỉ theo B, đúng không? À như vậy em sẽ được là loga cơ số A của B thì em sẽ thay thành 2 mũ 16 trên B của B và nó bằng B trên 4. Đến đây em đưa cái này ra bên ngoài thì nó sẽ thành nghịch đảo, tức là B trên 16. B trên 16 loga 2 của B thì bằng B trên 4. Nhưng vì là cái điều kiện là B là dương rồi nên là cái B này và cái B này được phép triệt tiêu. Vậy triệt tiêu thì em nhân bao nhiêu lên? Em nhân 16 lên. Vậy 16 chia cho 4 còn 4. Vậy từ đây có phải là em sẽ suy ra được là loga cơ số 2 của B thì bằng 4 không? Vậy tìm được gì rồi? Tìm được B. Thế tìm được B xong thay nốt B vào đây tìm được A, đúng không? À như vậy từ đây mọi người sẽ thấy là B của em nó chính là bằng 2 mũ 4 là 16. Và A sẽ bằng, em thay B 16 vào đây, 16 chia 16 là 1, 2 mũ 1 là bằng gì? Bằng 2. Được chưa? Đấy, rất là dễ. Được không? Ngoài ra thì cái câu 14 em có cần không? Ừ. Thì thầy cũng viết cho em câu 14 nhé. Đây. Thực chất ra là câu này không khó. Người ta chưa cho em loga A của B là bao nhiêu. Người ta chỉ muốn em hỏi là biểu thức này bằng bao nhiêu. Thì cái biểu thức này nó bằng một cái hằng số.
Tức là nó mang một cái ý nghĩa là sau khi mà em triển khai ra thì A và B sẽ tự động biến gì? Biến mất. Biến mất tức là nó trừ nhau thì nó sẽ hết, đúng không? Đấy, như vậy ở đây em bung ra thôi. Em bung lần lượt giúp thầy nào, cái này là mấy nào? Bỏ ra ngoài nào. 1/2 loga cơ số A của A mũ 10 cộng tiếp với loga cơ số A của B bình. Đúng chưa? Đấy, thầy bỏ cái 1/2 ra ngoài. Bỏ cái 2 này ra ngoài 1/2, sau đó thầy tách tích thành tổng. Thế cái đằng sau này thì sao? Cái đằng sau này là căn A. Căn A tức là A mũ 1/2. A mũ 1/2 thì bỏ ra ngoài sẽ thành 2. Vậy thầy lại bỏ ra ngoài luôn là 2. Thế cái kia thì nó sẽ thành là loga cơ số A của A và trừ đi loga cơ số A của căn B. Rồi, và đến đây chúng ta rút gọn. 1/2, đây là A mũ 10 nhá. A mũ 10. Vậy thì đây bằng mấy? Đây bằng 10. Đây sẽ là 2 lần loga cơ số A của B. Tiếp tục này, đây là 2, đây là 1. Thế cái này em bỏ cái gì ra ngoài? Em bỏ 1/2 xuống dưới. Như vậy nó sẽ là trừ đi loga cơ số, trừ đi 1/2 loga cơ số A của B. Rồi, bây giờ cùng nhìn một chút, mọi thứ nó sẽ biến mất này. Em có nhìn thấy hai cái này nhân với nhau ấy thì nó chính là loga A của B không? Thế hai cái này nhân với nhau ấy thì nó cũng là gì? A của B. Vậy cộng A của B và trừ A của B là hết rồi. Vậy B chỉ còn hằng số thôi. Hằng số là bao gồm những cái gì nào? Hai này nhân nhau bằng mấy? 5. Hai này nhân nhau bằng 2. Vậy cuối cùng kết quả bằng 7, đúng không? Đấy. Đơn giản nha. Được không? Được, đúng không? Đó. Thì bây giờ thầy sẽ triển khai nốt câu 17. Sau đó nó sẽ là một số cái câu hỏi ở trong một cái dạng bài rất là hay. Tất nhiên là cái dạng bài đấy để mà nói về trắc nghiệm ấy thì bấm máy tính rất nhanh, nhưng làm tự luận thì nó là cả một vấn đề. Học kỳ 2 của các em thì nó sẽ còn 3 chương đại. Đó là chương này là một trong những chương cũng khó và nhiều kiến thức này. Việc học công thức là quan trọng nhất này. Bởi vì mấy hôm nữa mình sẽ bắt đầu giải phương trình và bất phương trình này. Sau đó nó sẽ có một cái chương, đó là chương tổ hợp xác suất. Cái chương đấy thực ra ở lớp 10 là mình cũng học qua rồi. Đến bây giờ mình lại học tiếp về nó. Và một chương nữa đó là chương đạo hàm. Chương đạo hàm là một cái chương liên quan mật thiết tới kiến thức của lớp 12. Trong 3 năm học thì cái kiến thức của lớp 11 này là kiến thức dài nhất, nhiều chương nhất, khó nhất. Lớp 12 nhẹ nhàng hơn. Rồi, nào bây giờ mọi người nhìn cho thầy câu 17. Câu 17 thì sẽ cần một chút cái sự thông minh cũng như là cái sự nhận định của em. Thì bây giờ thầy sẽ đưa ra cái ý tưởng cho câu 17 này. Nó cũng sẽ rất là đơn giản, các em có thể làm được ngay. Theo dõi nhé. A bình cộng B bình bằng 7AB. 7AB. Thế bây giờ em muốn có được đáp án ấy thì em phải nhìn vào đáp án để em đưa ra được cái ý tưởng biến đổi. Em có nhìn thấy rất là nhiều đáp án nó đều có cái sự xuất hiện của A cộng B không? Vậy nào, ý tưởng ở đây sẽ là gì? Đúng rồi, chính xác. Ý tưởng ở đây là xuất hiện A cộng B. Và để xuất hiện A cộng B thì mình bắt đầu triển khai hằng đẳng thức thôi. Thế thì muốn cái này ra hằng đẳng thức là A cộng B thì làm sao? Thì bây giờ phải làm gì? À, đó là phải thêm 2AB. Vậy thêm 2AB tức là chúng ta sẽ được A bình cộng 2AB cộng B bình và nó sẽ bằng 9AB. Em thêm vào cả hai vế. Như vậy đến đây thì đây có phải là A cộng B tất cả bình phương không em? Và bây giờ đây nó sẽ là 9AB. Em muốn thu được đáp án. Em nhìn đáp án đi, người ta lấy cái gì? Người ta lấy log. Tức là người ta đang lấy loga cơ số 10. Vậy bây em chỉ cần lấy log hai vế. Sau đó em biến đổi cho thành cái đáp án nào nó phù hợp với bốn đáp án là được. Vậy thầy lấy log hai vế mọi người xem nhé. Ở đây sẽ là log của A cộng B tất cả bình sẽ bằng log của 9AB.
Như vậy chỗ này thầy hạ 2 xuống thì nó sẽ thành log của A cộng B. Cái này thì thầy sẽ viết thành log 9. Mà log 9 thì chính là 3 bình gì nhỉ? 3 bình phương. Như vậy 3 bình thầy bỏ 2 xuống thì nó còn log 3 cộng log A cộng log B. Và đến đây thì nói thật là thầy đã nhìn ra đáp án rồi. Nó chính là đáp án D. Tại sao là đáp án D này? Hai cái này em nhóm vào với nhau thì khi mà em chuyển sang thì nó sẽ thành dấu gì? Dấu trừ, và trừ sẽ thành chia. Trừ sẽ thành chia. Trừ sẽ thành chia. Thế mà làm sao để ra được đáp án? Đó là đưa nốt cái số 2 này sang bên kia thì thành 1 phần gì? 1 phần 2, đúng không? Thế đây có đúng là 1 phần 2 không? Đấy, đáp án D luôn. Đó, em hiểu chưa? Rất dễ đúng không? Rồi. Bây giờ thầy sẽ dạy mọi người cái kiến thức này. Nó rất là hay. Đó là một số cái bài biến đổi mà nó sẽ sử dụng rất nhiều cái công thức logarit. Đó là câu 18 này. Đó. Câu 18. Sau này khi mà chúng ta nói về vấn đề trắc nghiệm ấy thì cái câu 18 này nó không phải là vấn đề chúng ta có thể bấm máy tính được. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta chưa nên. Thế thì trước khi mà chúng ta triển khai câu 18 ấy thì thầy sẽ triển khai một cái câu hỏi này dễ trước cho mọi người. Mọi người theo dõi để đưa ra được cái nhận định nha. Đây sẽ là cái câu hỏi mà thầy sẽ đưa ra này. Cho loga cơ số 2 của 3 bằng A. Loga cơ số 2 của 5 bằng B. Yêu cầu tính theo AB. Tính theo AB. Đúng không? Đó, thì thầy sẽ hướng dẫn này. Đầu tiên là sẽ là những cái dễ trước. Loga cơ số 2 của 12. Loga cơ số 2 của 30. Và sẽ khó hơn một nấc nữa. Loga cơ số 6 của Loga cơ số 6 của 24. Đấy. Không cần phải là 24 mà sẽ là 180. Rồi. Tất nhiên thì bao nhiêu thì bao mình cũng phân tích được. Bây giờ thầy sẽ phân tích. Mọi người theo dõi sẽ hiểu ngay lập tức. Ở trên người ta cho hai cái A và B là tính theo là cơ số 2. Và bây giờ ở đây em có thấy là nó là sự xuất hiện của cơ số 2 không? Vậy hai cái này là bản chất là mình sẽ triển khai luôn. Thế bây giờ thầy chỉ cần đặt câu hỏi là 12 là gì? À, đó là em sẽ phải bắt buộc em phải tách cái thằng 12 này ra. Và 12 chính là 4 x 3. Thật ra 4 x 3 thì chính là 2 bình nhân 3. Và đây có phải là thành phép cộng không? Vậy thì ở đây nó chính là loga cơ số 2 của 2 bình cộng loga cơ số 2 của 3. Thì cái kia nó là gì rồi các em? Cái này nó là mấy? Sao lại là 1? Cái này là 2. Cái này là 2. Thế còn cái này là gì? Là A. Xong rồi em. Tiếp tục. Thầy sẽ lại phải hỏi tiếp mọi người đó là 30 là gì? 2 x 3 x 5. Vậy 30 chính là bằng 2 x 3 x 5. Thế có phải phép nhân thì thành phép cộng không? Thế cái ngoài kia là mấy? Là 1. Thế cái này là cộng A và cái này là cộng B. Đơn giản chưa? Nhưng mà cái đoạn cuối cùng này là lại là đoạn quan trọng nhất. Đó là cái kia nó lại đi theo cái cơ số là cơ số 6. Nhưng mà cái mà mọi người muốn ấy, nó lại là cơ số mấy? Cơ số 2. Em chỉ cần thực hiện đúng một thao tác
chèn cơ số 2 vào. Chèn cơ số 2 có hai cách. Một là em chèn thành 6 của 2 nhân 2 của 180. Còn nếu không em chèn theo cái này giúp thầy là được. Em được phép chèn một cơ số bất kỳ vào đây mà, đúng không? Có công thức chèn cơ số này. Vậy bây giờ em chèn trực tiếp giúp thầy cơ số 2 vào đây. Như vậy nó sẽ là 2 của 180. Và mọi người tách cho thầy xin 180. Cách tách là gì nhỉ? À, ấn 180 sau đó ấn shift fact, đúng không? Là bao nhiêu? 2 bình nhân 3 bình nhân 5. Và ở dưới thì nó chính là 2 của 6. Và 2 của 6 tức là 2 nhân 3. Và đến đây thì em bung ra. Nó sẽ là 2 của 2 bình cộng 2 của 3 bình và cộng với 2 của 5. Thế dưới này thì nó sẽ là 2 của 3. Đó, và đến đây thì thôi, xong rồi mọi người. Cái này là mấy đây? Là 2. Cái này hạ mấy xuống? Hạ 2 xuống. Vậy thì 2 của 3 chính là 2 gì? 2A. Thế còn 2 của 5 chính là B. Ở dưới mẫu là gì? 1 cộng với cái này chính là A. Xong chưa em? Xong rồi, đúng không? Học hay thế này làm sao mà không học được, đúng không? Chỉ có cái kẻ nào lười biếng quá thì kẻ đấy không học được thôi. Chứ còn cái này ai mà chả học được. Mà tốt nhất không học được thì nghỉ, cho nó rộng chỗ. Hoàng nhờ. Nào, bây giờ bắt đầu triển khai sang bên này khó hơn này. Là lúc này là được này. Đọc nhá. Loga cơ số 8 của 3 bằng A. Loga cơ số 3 của 5 bằng B. Yêu cầu triển khai log 5. Câu này cần rất nhiều sự thông minh này. Tập trung này. 8 của 3 bằng A, 3 của 5 bằng B, mà người ta yêu cầu là triển khai log 5. Log 5 là loga cơ số mấy? Cơ số 10. Thế bây giờ thầy hỏi mọi người là em định chèn cơ số mấy vào đây? Nếu mà theo như đề bài cho ấy, đề bài cho em hai cái này ấy, thì em định chèn cơ số mấy vào đây? Cơ số 2 á? Không nên. Tất nhiên là em dùng cơ số nào thì em cũng làm được thôi. Nhưng mà thầy bảo là không nên dùng cơ số 2 ấy, là bởi vì ấy, cả hai cái người ta đang cho em ấy, nó đều liên quan tới cơ số 3. Em nên dùng cơ số 3 luôn. Nhưng mà trước tiên để em dùng cơ số 3 ấy, là em phải xử lý thằng này trước. Em ơi, loga 8 của 3 là bằng A ấy, thì cái này em đã được học. Mà em muốn chuyển về cơ số 3 ấy, thì nó thành nghịch gì? Nghịch đảo. Tức là 3 của 8 thì lại chính là 1 chia gì? 1 chia A. Vậy 3 của 8 là 1 chia A thì em biết là thầy định rút cái gì ra không? Thầy định lấy gì không? Thầy sẽ lấy 3 của 2. Đây có phải là 3 của 2 mũ 3 không? Vậy thầy đưa 3 vào đây gì? Và cái này là 1 trên A. Và từ đây thầy sẽ suy ra được 3 của 2. Chia mấy xuống? Chia 3 xuống tức là 1 trên mấy A? 1 trên 3 A. Như vậy đầu tiên là em có cái đối tượng này trước. Thứ hai là em sẽ có thêm một cái đối tượng nữa để bài cho, chính là 3 của 5 thì bằng B. Được chưa? Rồi và bây giờ triển khai thôi. Em ơi, log 5, log 5 chính là cơ số 10. Vậy em chèn cơ số 3 vào đây thành 3 của gì? 3 của 5 chia
3 của gì? 3 của 10. Được không? Vậy 3 của 5 và 3 của 10 thì bây giờ thầy có phải là viết thành 3 của 5 thì thầy giữ nguyên. Thế còn 3 của 10 thầy sẽ viết thành 3 của 2 cộng 3 của gì? 3 của 5. Ủ, em nhìn giúp thầy đi, mọi thứ đủ chưa? Mọi thứ đã sẵn sàng để cho mình thay chưa? Cái này chính là B. Cái này chính là 1 trên mấy A? 3A, và cái này chính là B. Thế em muốn có kết quả thì em chỉ cần thực hiện thao tác quy đồng thôi. Quy đồng đi em. Quy đồng nào. 1 trên 3A cộng gì? 3AB trên 3A. Đến đây đẩy cái gì lên trên tử nhỉ? Đẩy 3A lên trên tử, vậy sẽ là 3AB chia cho 1 cộng 3AB. Đấy. Làm tay cũng được, ra kết quả mà. Đâu cần nhất thiết phải bấm máy tính đâu. Được không? Cái này thề với các bạn, mà các bạn muốn các bạn học cái này, các bạn thấy cái này hay cực kỳ luôn. Cái này nó sẽ giúp cho các bạn rất thông minh đấy. Rồi các bạn thử triển khai cái câu 19 ra nào. Còn cái này để mà bấm máy tính thì chắc là thầy nói cái xong luôn, ra kết quả luôn. Nhưng mà không. Nào, thế bây giờ làm sao để triển khai câu 19? Các bạn phải nhìn vào những cái người ta cho ấy, là những cái nó chưa được rút gọn. Vậy để bạn triển khai được là bạn phải rút gọn trước, sau đó bạn làm. Trâm Anh không ghi chép bài à? Ừ. Nào, triển khai đi em. Thử sức mình đi, xem mình tới đâu. Đầu tiên ấy, mọi người sẽ để ý vào đây một chút. Ở trong cái câu 19 này thì cái này nó chưa gọn. Nó là cơ số 27. Cái này nó cũng chưa gọn. Chỉ có cái này là gọn rồi thôi. Thế bây giờ mình muốn là gì ạ? Triển khai được cái đối tượng này theo cái cơ số nào ấy, thì trước đây là mình phải rút gọn trước, để xem là mình có cái cơ số nào mà nó thực sự thuận lợi hay không. Thì đầu tiên là em nhìn cho thầy cái A ấy, thì nó sẽ bằng loga cơ số 27 của 5. Thì thầy sẽ tách cái 27 này thành 3 mũ 3. Và thực ra nó sẽ thành 1 phần 3 loga 3 của 5. Như vậy từ đây, đầu tiên là chúng ta sẽ thu được loga 3 của 5 thì bằng 3A trước đã. Và cái này nó gọn rồi đúng không? Thầy để nguyên nhá. Tiếp theo này, cái này là loga cơ số 8 của 7. Loga cơ số 8 của 7 thì cũng như vậy. Cái 8 này thì thầy tách thành 2 mũ 3. Và nó chính là bằng 1 phần 3 loga 2 của 7. Như vậy từ đây thầy sẽ thu được loga 2 của 7 thì nó sẽ bằng 3B. Và thêm cái cuối cùng đề bài người ta cho, đó là loga cơ số 2 của 3 thì bằng C. Vậy thì mọi người sẽ thấy là theo ba cái giả thiết này ấy, các em sẽ định chèn cơ số mấy vào trong biểu thức của em? Thì cái cơ số đấy, cơ số nào nó sẽ thuận lợi? Cơ số 3 hay cơ số 2? Cơ số 2 chứ. Bởi vì em thấy là hai cái giả thiết này là nó có sự xuất hiện của nhiều cái cơ số 2 không? Đấy, nên là em lựa chọn cơ số 2 thì nó sẽ thuận lợi hơn là em dùng cơ số 3. Còn tất nhiên là em dùng cơ số 5 thì nó cũng vẫn ra. Nhưng mà em nên dùng cơ số 2. Em chèn cơ số 2 vào đây giúp thầy nào. Em sẽ thành là loga cơ số 2 của 35 chia cho loga cơ số 2 của 12. Chỗ này chắc chắn là thầy tách ra luôn này. Đây nó sẽ thành loga cơ số 2 của 5 cộng với loga cơ số 2 của 7 đầu tiên đã. Sau đó cái này nó sẽ là loga cơ số 2 của 4 cộng với loga cơ số 2 của 3. Được không? Rồi, và đến đây mọi người quan sát, thầy sẽ lấy kết quả giúp cho em này. Rất hay. 2 của 7 là 3B. 2 của 2 bình là bằng 2. 2 của 3 thì bằng C. Vậy thiếu mỗi cái gì nào? Thiếu cái gì?
Thiếu 2 của 5 gì? Thiếu 2 của 5 nhá. Có 2 của 5 không? Không có. Đề bài không có cho. Đề bài không có cho 2 của 5. Mà đề bài lại cho 3 của 5. Vậy thầy sẽ lấy 2 của 5 giúp em nhé. Tập trung này. Loga cơ số 2 của 5 mà thầy phải đưa được nó về thành những cái đối tượng này. Vậy thầy chèn luôn cơ số gì vào giữa biết không? 2 của 3 nhân 3 của 5. Được chưa? Đủ sự thông minh chưa? Vậy thì 2 của 3 chính là gì? Chính là C. Còn 3 của 5 chính là gì? 3. Xong rồi. Thay hết vào đi. À đây sẽ là 3AC cộng 2 của 7 là 3B. Chia cho cái này là 2 cộng với 2 của 3 là C. Em xem đáp án nào. Ồ, đáp án gì luôn? B luôn chứ còn gì nữa. Hợp lý chưa? Được không? Làm như vậy là tốt. Hay. Ngắn gọn. Tiếp tục. Câu hỏi tiếp theo. Câu 19. 20 nào. Em nên làm như vậy mọi người nhé. Log 7. Log 7 tức là cơ số mấy? Cơ số 10. Thế bên kia là log 5, log 5 của 100. Log 5 của 100 có đưa được về cơ số 10 không? Có, chính là 100 của 5 nghịch đảo đúng không? Vậy bây giờ trong cái biểu thức của mình là mình cần chèn cơ số mấy thì là hợp lý? Chèn cơ số 10. Chèn cơ số 10 để theo luôn A và gì? Và B. Nhưng mà trước khi chèn cơ số 10 thì phải biến đổi cái log 5 của 100 thành về cơ số mấy trước? Cơ số 10 trước đúng không? Bây giờ phải thử đi. Làm đi thì mới rèn được cái sự thông minh. 21 nhá, tập trung này. Cái câu 21 này ấy, là người ta đã cho em sẵn cái định dạng rồi. Bây giờ em chỉ cần chèn cơ số vào, dùng cơ số mấy bên kia để ra bên này. Chèn cơ số mấy vào bên kia để ra bên này. Cơ số 2 đúng không? Vậy loga cơ số 6 của 45 sẽ chèn cơ số 2 vào đây. 45 là gì? 9 nhân 5. Sáu là hai nhân ba. Đúng chưa? Như vậy đến đây thì cái này có phải nó thành là hai lần loga hai của ba không? Cộng với loga hai của năm. Cái mẫu này nó sẽ là một cộng với loga hai của ba. Bây giờ mọi người thấy này. Em muốn tách được cái biểu thức này về theo đúng cái định dạng kia kìa. Thì nó phải có một cái hằng số ở dưới. Mà để nó có cái hằng số ở dưới này thì đồng nghĩa việc là em phải lấy được cái tử này em chia được cho cái mẫu này. Thế em thấy cái mẫu không? Nó là 1 cộng 2 của 3. Vậy để cái tử này mà chia được cho cái mẫu ấy thì hai cái đối tượng này sẽ phải chia tiêu đúng không? Vậy tử thiếu gì sẽ chia được cho mẫu? Thiếu 2. Vậy tử thiếu 2 thì sẽ thêm 2 và bớt gì? Bớt 2. Vậy xem thầy viết nhé. 2 cộng với cả loga 2 của 3. Thầy sẽ thêm 2. Sau đó thầy chia cho mẫu. Thì em có thấy là cái phép chia này nó sẽ bằng 2 không? Vậy thầy vừa thêm 2 thì bây giờ thầy bớt đi. Bớt đi 2. Được chưa? Rồi, như vậy đến đây thì 2 cộng loga 2 của 5 trừ đi 2 chia cho loga 2 của 3 cộng thêm 1. Đến đây xong rồi em. Rồi em đối chiếu ABC giúp thầy. A bằng mấy? A bằng 2, B bằng âm 2 và C bằng 1. Được không? Được không Đắc nhỉ? Em đã hiểu bài chưa?